Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog nha anh em ơi. Anh em, ngày hôm nay thì anh em mình sẽ có một cái vòng quay cái số tiền anh em 200k, 100k, 160. Và đó, đây số tiền. Anh em nào mà phóng vô cái số nào thì chọn số tiền đó để làm món buffet anh em. Vòng 1 thì anh em mình chọn số tiền, và vòng số 2 thì anh em mình phóng tiếp vào cái món ăn, 1 món, 2 món, 3 món, 4 món. Anh em muốn vào 3 món. 20k làm 40 món ư? À thì vậy nó mới hay chứ. Vậy mà. Còn khi nào mà anh em mình vô cái mặt của anh Hả đang ăn. Mà anh Hả là mặt mắm xèo đây. Mặt đây mặt anh Hả đây. Tới chữ Hả là tức đẹp trai bánh như lòng. Anh nào mà vô cái vòng đây có nghĩa là anh em mình sẽ là không đồng nha. Đây số 0 luôn, không đồng. Mỗi anh em là một cái mũi tên là ký hiệu khác nhau nha. Mũi anh Vũ với mũi anh Hả cái màu giống nhau phải không? Con là cái mũi đây ngắn cục hơn mũi. Mũi trong màu gì? Đen, màu đen, đỏ. Màu đỏ. Ok, bây giờ anh em phóng ngang, anh quay 1 2 3 là phóng một lúc nha. Sĩ đây. Tôi nhiều tiền rồi, trước đó tính sao? 1 2 3 phóng. Rồi. Từ từ, từ từ. Bình tĩnh, bình tĩnh. 60. À, tôi 160. Vũ đâu? Vũ đâu? Tôi chắc tôi nhiều tiền nhất. Vũ 160. Ô, tôi 20. Màu đỏ ơi. Tôi. Con đang 20. Ô, kén bé mày. Kén bé xếp mày từ từ rồi. Còn 30, 40, trẹo 40, trẹo 40, trẹo 40, anh Hải, trẹo 40, rồi ok vô phía đâu. Anh viết định trên 8 này mà sao mấy nó bị hơi mày mại nè. Quá nhiều. Nó qua con xéo 10 nè. Ô tôi không, làm chút xíu lấy xéo trên 4 này. Ủa mà sao mình tập trung ngay chỗ đây không mà anh phép qua lại ta. 3 nè, 2 nè. Đó, những cái số anh em mình viết bên ngoài, anh phóng vô cái số bao nhiêu thì nấu bấy nhiêu món nha anh em ơi. Ai là người nấu món buffet mà khán giả like nhiều nhất, người đó sẽ được nhận phần thưởng 200k và anh sẽ trao ngày hôm sau luôn. Đúng okay, 8 giờ okay. Sáng ngày hôm sau, okay. Trao lên cộng đồng nha, tab cộng đồng của YouTube nha. 1, 2, 3, phóng. Số 1. Rồi, từ từ, bình tĩnh. Đứng lại đi. Từ từ, Vũ. Mạnh lắm. À, anh tôi ra trong rồi. Từ từ. Ôi tôi 3 món. Mày ơi. Tôi 4 món. Tôi 4 món đây. Ai đây của ai? Đây 4 món. Đây 4 món. Đây trẹo 4 món. Trẹo 4 món. Vũ 3 món. Vũ 3 món. Vũ 3 món. Vũ 3 món. Toàn 3 món. Rồi 3 món. Không anh nào vô 1 2 là 20 ngàn sao 3 món này. Tôi 4 món. 4 món, 40 toàn 20. Tôi chứ đâu rồi. Rồi, 20 ngàn 3 món rồi. Sao quýnh một cua mà đâu ăn nhiều dữ vậy? Anh em mình điểm nhanh lại nè, trọng là bao nhiêu tiền mấy món? À 40k 4 món. Vũ. À 160 3 món. Toàn. Toàn 20 ngàn 3 món. Ngon á, ngon á. 60k 4 món. 60k 4 món. Bây giờ anh em mình cứ ra chợ mua ngang. Ít tiền quá thì tôi ra tôi xin người ta được không? Có chấp nhận không? Càng tốt. Xin được là vẫn chịu nha. Thì anh em nào cứ làm món khán giả thấy hấp dẫn là ngon mà nhất đầu kìa. Tôi ráng tôi giật giả 200 ngàn tôi dẫn nhỏ bạn đi ăn mì cài. Anh em ơi, hôm nay anh em mình sẽ chơi buffet đứng nha. Buffet là các món tự chọn nha các bạn. Anh em mình sẽ có một số món này để mình qua mình. Sao hôm nay nhà giàu bằng tôi nghèo biết rồi. Review anh em xem. Để anh Hả anh chấm thang lên rồi. Toàn cũng gấp 2 toàn mấy tôi 40 hơn toàn 20. Buffet là mình ăn mình tới đâu mình nướng tới luôn đúng không? Đúng rồi. Tấp đắc các bạn ơi. Toàn là 20 ngàn mấy món? 20 ngàn 3 món. Tôm, cá, bò. 3, 2, 4. 3. Tôm, cá, bò. Hợp lý mấy bạn. Em mua cái sao được 20 ngàn chị em nghe. 5 ngàn tôm. Tôm. Bò đây bà bán có rồi có ngậm vàng sao bán có 5 ngàn luôn hiểu không? Có 5 vàng luôn. Còn bò đây hai miếng bò rồi đang nỉ bỏ rớt miếng mà bán 10 ngàn được hai miếng này. Wow, mắc dữ nè. Mắc chứ đâu. Miếng ba chỉ 10 ngàn. Hai cái chân gà đập đảo quá rồi nó lộn hai chân gà kiến 10 ngàn. À. Con ghẹ 10 ngàn. À, 4 30. Tôm 10 ngàn. 40. Rau bò cái đây. Củ quả là 20. 10 18 ngàn. Còn 2 ngàn nhiêu xin? 2 ngàn xin. Mình giới thiệu anh. Tôm á, mua 5 ngàn 3 con mà miễn phí thêm con nữa, 4 con. Trời ơi, con hả? Sao mấy ông mua đồ xong rỉ, tôi mua đồ xong như... Bán cho con, bán 10 ngàn thịt heo. Rồi. Còn bò 10 ngàn bán biết bán sao, bán kêu. Thao két cọc dài chứ biết sao. Về mình xét nhỏ ra các bạn. Dư một bộ lòng gà 10 ngàn nữa, tổng cộng 35 ngàn dư 5 ngàn ở đây vừa chẳng 40. Rồi. 30 ca tôm, 60 ca thịt bò. 10 ca nấm. Rồi. À, 50 ca gì? Để tôi giới thiệu tới đâu rồi. 30 tôm, 60 bò. 50 ca giò heo. Là 31. 10 ngàn rau ở nằm ở đằng kia nữa. 2. Rau lách. Rau xà lách. 2 nào ấy? Rau đủ. Đủ là 160 mà. 160 bị cò ra 40 ngàn. Bị cò đâu? Khoan, bị cò đâu? Lại chứ. 90 kẹo 60 tôi kêu trên móc á kêu. Lộn. Thang nó hừng rồi nè. Bây giờ anh em mình đưa vào cái đây để anh em mình chuẩn bị chiến nha. Anh em đâu? Coi rớt cạnh á.
Anh hai thả, thả anh em mình đang buffet đứng nha các bạn. Đây là tất cả của anh em đây. Đây là Vũ nha các bạn. Đây toàn 20.000 ba món. Đây là của Trạng đây, khá là bắt mắt ha. Đây là của anh hai nha. Anh em khán giả yêu quý thì chấm công đạo nha các bạn. Chấm công đạo anh em thích món của ai nhất, anh em thấy ai hay nhất thì anh em cứ việc like cho người đó nha. Tên người đó mình sẽ để ở dưới, ai nhiều like nhất người đó chiến thắng. Ngày mai mình sẽ trao quà trên tab cộng đồng nha các bạn. Anh em sẵn sàng chuẩn bị vào tiệc buffet chưa? Chơi sẵn sàng. Cái quán của Sơn Dừa Vlog thì bán một món trung bình 20.000 thôi. Anh em đem 20.000 tới là ăn no nghỉ nha. Ăn không hết là phải đền là 20.000 nha. Bia luôn á. Lên. Đây. Món của Vũ, một món. Ai cầm 20k tới toàn bao bia luôn. Bao bia luôn hả? Hơn nhiều thằng. Siêu ném luôn. Tôi nghĩ đây bỏ heo sữa lên nướng chạm chí luôn. Nóng quá có gì hạ thấp bớt không anh em? Tám mốt đây tôi bấm 21 rồi hai cậu. Đâu được chưa? Nhiệt độ ổn định. Thì đây vẫn là món ngon em. Rồi vậy đây mình nướng ra với nó ngọt bá đạo luôn. Cái gấp này là gấp con hải các bạn. Đẹp sắc bên hải luôn đó. Sang dữ à. Món tôm đen nào không thấy chỗ nào hết vậy? Tôi đây. Wow. Tao tiền cái gì đây nè. Tôi giống con nghỉ quá. Toàn. Cái còn vậy? Cái còn như vậy? Vậy có 20.000 như vậy? Để Toàn ơi. Ủa, mưa. Mưa đâu? Mưa. Lâu lâu rồi buffet yếu kỳ á. Đôi khi ông trời ông thấy mình làm bữa nay buffet nhiều món quá. Đang chơi ngoài trời thiệt ngon bây giờ chiến nha. Vô. Không ai mua giỡn đâu. Tôi rất cảm ơn. Không cần cảm ơn cái chân. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Thôi hạ thấp. Trời ơi. Nhiều quá vậy? Nhiều quá không hiểu rồi. 160k coi Vũ từ đây qua đây luôn nè. Con Toàn được có chút xíu đó các bạn ơi. Toàn 20 mà 20.000 mà 3 món. Kia vô con Toàn cái đậu bếp cho nó đẹp đi. Tôi cũng đen xuống toàn tôi cũng nhảy 40.000 mà tới 4 món. Đây bây giờ anh em khán giả nhìn nè, món nào đẹp mắt hấp dẫn nhất thì anh em chọn like cho người đó nha anh em, 4 thành viên nha. Rồi, món có trọng thì gồm có gì ta? Bò heo với lòng gà với mấy con tôm. Bò heo gà. Với mấy cái cà ớt gì mẹ. Ớt này ớt là lại cái đó. Món anh Hải thì thịt mỡ nè, tôm nè. Chân gà cũng 4 món hả? 4 món. Dữ. Toàn coi ít nhưng mà coi nướng sao nó ché rồi. Sao ché được. Dễ có mà. Có chưa làm dễ mà. Còn món Vũ wow, chập bá luôn 160k các bạn ơi, quá hoành tráng luôn ha. Tôm giò rồi các kiểu. Anh em ơi, sau thời gian anh em mình đã hoàn thành hết các món rồi các bạn ơi. Anh em xem nhìn đẹp không? Hấp dẫn ha. Ủa tám món Toàn em mấy quầy đứng không luôn. Mày. Dạ, tôi cũng nghĩ rồi. Đó, hôm nay thì anh em thưởng thức từng người một nha. Bây giờ ăn từ chỗ Vũ ăn tới. Món Vũ trước, ăn trước luôn Vũ. Rồi, ok. Mời mấy anh em. Làm đi. Ủa, em có mà Vũ làm trước đây. Tôi làm đây, tôi nhấp. Mình làm cục vò trước nha các bạn. Anh em cục vò nha. Đây cũng món cục của ai đồ Vũ mà. Anh thấy trên tiệm hình như không có bán buffet vò hay sao? Có vò nấu là gù. Ủa, phải đứng ăn ngon không? Làm phát địch luôn. Miệng thì bận dưới đây. Vò giòn. Không, chắc từ đây tới xe anh em chắc phải có một lần vậy chứ mấy lần mà mời Vũ đều nói anh em có nói không chứ thấy cúng mà cũng lớn như cũng nhỏ nhỏ mời Vũ tới chắc cũng đụng Vũ yên. Cúng này cũng gì đâu. Vậy mà. Ê nhìn ở đây đẹp quá ha. Cái bếp này thấy có vẻ là công dụng tốt á. Vò heo rất là ngon nha các bạn. Chín không em? Dạ, chín múp luôn. Thứ hai của mình nha mấy bạn. Bò cuộn nấm kim chi. Toàn từ giờ đi ăn buffet nhiều chưa? Mời bánh em nha. Tôi cũng biết quán buffet là gì luôn, từ giờ luôn á, chưa vô quán buffet lần nào luôn. Anh cũng chưa tới buffet. Nhưng mà mấy quán nhậu mà có đồ nướng thì mình nướng ăn được. Buffet chưa mà chưa tới luôn. Sao đậu dẫu? Anh không nói gì. Đang nhờ. Cái bò nó ngọt nha. Còn cái nấm nó dai nha. Rất sực ấy. Đó. Nấm bùng sơn á là ba chỉ cuộn nấm kim chi. Cái bò lỗ xỉu luôn á, 80.000 người. Rồi. Cái đây Vũ nẻ trên xéo thành là 2. Nhưng mà cho anh hỏi nè, ở Sài Gòn nghe nói có mấy quán buffet bò Mỹ luôn, là tiền đâu cho đủ được ta? Thì gỗ combo 400-300. Nhiều tiền chứ. Hay người ta sắc mỏng, anh thấy có 200.000 mà. Sao đủ? Đủ chứ, lấy số lượng nhiều.
Và anh em tiếp tục một miếng nữa nha. Chứ ai cũng như Vũ hay anh em mình vô ăn chắc quán dễ bị phá sản. Thấy ở trong tư vi đầu buffet có cua xanh nữa ơi. Có luôn hả? Ờ, cua xanh đồ tùm lum á. Chiên grab có không? Không biết. Chiên grab để mai mốt tôi mở. Còn tôm còn xanh nữa. Ừ. Đúng luôn. Và anh em món thứ ba nha, con tôm. Vũ là ba món hết rồi hả? Ba món. 160 ngàn các bạn. Con tôm nó tư á. Tôi mua tôi lựa mấy con tôm mà tại vì mình có tiền á. Mình cầm chéo một tôm 60 ngàn. Nó tự tin đi tới lựa mấy con tôm mà tôm còn sống còn thở oxy ấy. Chứ đâu phải an toàn. Đó. Cầm 20 ngàn mua mấy con tép đó. Quán tôi bán rỉ chứ quán Vũ bán mấy con. Đây em đây, đang xem mà. Nó còn toàn làm phát được luôn mà chứ ba món làm được lâu luôn á. 20 ngàn ba món. Cô nè, mở cái nhai nha. Ủa, ủa, lát đâu sống ở ngoài vậy? Vũ anh kia. Còn chút gì vậy? Thấy một đêm 60 ngàn thấy gió đầy hơn không ạ? Nhưng mà hơn 20 ngàn hẳn luôn. 20 ngàn ăn là ăn bổ luôn á. Bây giờ em hiển từ lát tôi ăn nhanh nhanh em thấy ra đây. Nhiều quá không? Đây con tôm nhỏ toàn ngọt này Toàn ơi, không dở đâu. Làm món hai Toàn, làm món tôm đất này chứ. Rồi, một hơi lên Toàn. Mở cái này nha. Wow. Một bầy tôm, một bầy tôm. Chả kém gì nè. Tôm đất ngọt. Anh em thích món ai, anh em cứ like cho người đó nha. Con phải làm phát được luôn được không? Con thứ ba bạn ơi. Nhanh dữ, Toàn Vũ nãy quay lâu lắc mà sao Toàn nhanh dữ vậy? Chưa kịp nuốt rồi đâu hết trơn rồi. Con đang cái gì? Cá nấu. À, lòng gà với bồ heo với tôm à. Với ớt Đà Lạt các bạn. Đẹp quá ha. Rồi, mời anh em. Ồ, anh em thấy món kèm chạy nước miếng không? Vũ cho miếng thịt bò. Mời anh em nha. Em đi, em đi. Được không? Được, ai đang rồi mình thoải mái. Xem rồi nữa. Anh Hải ráng chịu khó chờ trước anh Hải. Cứ từ từ. Dạ giờ này mấy giờ rồi không biết. 12 giờ. Khờ lúa rồi anh Hải. Dạ, cuốn miếng bò vô cuộn ra bạn ơi. Dày mày đỏ này. Đưa vào miệng luôn. Ha, làm đưa cho hả? Đảo thì luôn. Em dùng cái này chứ. Không đâu bây giờ không. Mời cái này nha. Từ giờ chưa ăn bắp cơm nữa nè. Cái salad vô. Mình liên tưởng tới hình như mình đi ăn bắp cơm á. Quá lạ. Nói chung gia vị cũng nói chung là mình nướng cũng mà vừa ăn để chấm nước. Cái này là mình gọi là buffet nướng chứ còn nếu mà nấu thì vẫn có nước có cháo rồi các kiểu cho đúng không? Đầy đủ. À. Bò ragu, vô heo ragu. Rồi bữa nay anh em mình sẽ lên Bồng Sơn mình có thử đầu heo, có đầu heo luôn không? Không. Mà sao buffet người ta không làm đầu heo ta? Vũ nhớ cái quán buffet bữa trước anh em mình lên ăn không? Đúng quán đó. Quán đấy phá sản cái được anh em mình ăn phá sản rồi bây giờ nó làm lại phải không? Làm lại. Chủ khác hay là một chủ? Một chủ hả? Được trước anh em mình lên quay một bữa cái sau cái mấy tháng sau cái đám cửa luôn. Mới lại. Ngon á. Được chấm nào đâu không còn. Anh em dùm thoải mái đi. Đi mà. Đúng rồi. Đây có ai đây? Vũ á. Vũ luôn á. Wow, nhìn. Quân của Vũ rã rác khắp nơi. Món đậm đây các bạn ơi. Sao đậm ngon không? Lần đầu được đi ăn buffet tại nhà trò hiến cảm các bạn. So ra cái buffet nhìn cái màu sắc đẹp quá ha. Lúa mèo á. Ừ. Món này chắc mấy chị em mignon mở thêm lần nữa nha. Xì tin là chắc thích mấy món này lắm nè. Ừ, y xì luôn. Chứ lẽ mình dẫn bạn gái đi cũng rẻ tiền đúng không? Ờ, tát màn. Nghe nói buffet giàu gì anh cũng thật sự chưa ăn. Nhưng mà bữa nay thấy buffet của Sơn Dược đây. Anh em đang nghỉ rồi đó. Anh hai nhai ra không vậy? Anh đang nghỉ mà nhai đây rồi một chân gà 2, tôm 3, món ruột 4. Rồi, anh hai dùng từng món cho anh em xem. Anh dùng từng món ha. Dạ. Mời anh em món buffet đầu tiên ha. Toàn dùng mấy chưa? Hết rồi hả? Đây. Đang đây mà. Anh em dùng thoải mái đi. Đã được, làm thử tương xiên coi. Làm cục vô heo nè vô. Được, để làm đây cho nó đã. Anh thấy cái món vừa heo nướng của Vũ khá là hấp dẫn nè anh em. Nè, món này anh thấy hồi nãy giờ thấy khá hấp dẫn. Cái con tôm nướng thì ngọt á, như gia vị vừa đó. Ăn miếng ớt Đà Lạt không? Ừ. Quá ngon, để làm thêm miếng cốm á. Làm thêm cái đồ vị cốm ăn vô ngon. Ớt Đà Lạt nó ngon, vô chua chua. Nếu mà cái đồ nướng mình nướng tấp vào thêm miếng đầu bếp luôn. Là nước nó ở trong thịt rất ngọt. Sau ra sau ra mình làm buffet rẻ tiền nha bộ, đúng không? Sau ra đơn giản rẻ tiền mà số lượng là nhiều. Thấy là khá là ngon. Mà anh em món thứ hai không? Chân gà Đông Tảo. Trên buffet nó có bán chân gà không? Có luôn à. Bạn em ha. Ngâm thật nét. Chân gà Vũ rành nè, Vũ rành ghê ha. Đi bữa mà không? Chưa 3 giờ 8. Ồ, chân gà nướng nó thơm chứ. Wow. Cắn rau mà này. Rau. Nướng thơm ghê. Bung luôn ha, bung lụa luôn. Bung ha. Luôn. Wow, cái vô heo chắc đã ấy xì luôn á, làm nha. Trời. Anh hai thử thách anh nuốt cái chân gà luôn thử anh hai. Không nuốt cổ á. Rồi, bây nãy Toàn Vũ ăn đi sao, đứng lơ lơ cho Toàn. Món buffet con này thấy hải sản có nhưng mà con này chưa thì ớt không anh hai.
Để tách thử. Tiền hai có. Wow, được, 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 được. Tiền hai có 60 nhưng mình hai xuống biển luôn. Đúng rồi. Anh em mình anh bờ. Đi không? Đi tái biển luôn mà. Này xin miếng thơm anh ơi. Rồi thơm ngon lắm. So ra thì buffet anh Hải cũng giá trị chứ, nhìn thấy giá trị ghê chứ bộ. 60 ngàn mà. 60 ngàn mà thấy là giá trị á. Có ghê rồi. À mà đi nha. Chắc không này. Trời ơi, nhất thịt mà ngọt ghê á. Phải không? Nhất mà. Ơi bộ đường không? Không nó điêu. Ngọt. Gió giông mạnh đi gió. Không, nghĩ nướng tôm mà bị lụt á. Ừ. Mình ta. Lụt. Em xin hai miếng khóm nha. Ừ. Khóm ngon á. Làm miếng là bắp luôn. Ăn thì bồ cuộn nấm kim chi nè vô. Ừ. Bồ nấm kim chi nè. Tao để ở đây thời gian để dành mình ăn rồi mình làm miếng thứ món chỉ món thứ tư rồi, món ruột ấy. Món ruột. Món ruột. Anh hai 60 đúng không? À mà anh em miếng ba chỉ ha. Em 40. Thứ tư nè. Còn 200 mấy đồng. 120 Vũ là. Ừ. Trăm mấy Vũ? 28 là chia cho 4 người kìa ta. Cực thơm luôn. Một người 70 ngàn. Rỉ ha. Nếu người 70 ngàn bố anh em mình đi ăn. Ăn vậy là ăn cũng no đừ luôn á. Đúng rồi, là đuối rồi. Ờ, đuối á. Kia là 70 ngàn nè. Người 70 hả? Giờ miếng đầu bếp vô hả? Ồ, có lấy à. Vậy là sao người ta kinh doanh hình thức này người ta vẫn có lời nhiều chứ. Ừ. Có nhiều người đâu ăn được bao nhiêu đâu. Người ta ăn vài miếng cho vui mà. Rồi. Nhiều anh nó dẫn bằng gái vô cái anh chảnh thiệt. Ờ. Đâu cũng cái đâu. Không ăn. Cũng cái đè đâu. Vô đây. Nhờ bữa mà nấm con dây của Vũ nha. Nướng. Mời em thịt ba chỉ nữa. Anh ơi, anh có thể nào cắt cho miếng miếng mỡ của anh được ha. Mỡ bụng quá. Mở ra đây nữa. Mở bụng. Bố ăn mở chạy ra mấy mở đây nè. Xíu miếng. Xíu hả? Ừ, ngon. Cảm ơn hai. Ngon rồi. Anh hai món sơ trường mà. Ủa, con nhai mở nó chả. Có bắt tối cho anh hai. Từ từ. Đâu có thử thách gì đâu mà đặt anh hai. Mời cái nhà ăn muốn mở với anh hai nha. Wow. Đây vô nè. Đây con mời nhiều rồi nha. Ừ. Wow. Ăn kiểu nhiều rồi cái này. Ôi anh em ơi. So ra mỗi anh em 70 ngàn mà ăn so ra vậy là cũng vừa đủ ha. Ăn đâu món gì à. Hợp lý. Bây giờ mình cũng tạm dừng clip tại đây anh em. Hôm nào thì anh em mình sẽ lên buffet ở trên thị trấn cho chỗ anh em mình á. Anh em mình sẽ thử thách thử ăn buffet để thấy ngon như thế nào nha. Không, gọi là thử thách ăn chỗ quán mẹ có biết xác không? Em coi thử mấy cái chỗ quán buffet nó có coi sân dược anh em mình không, chứ thấy anh em mình lên mới kêu hết rồi, hết rồi. Bên đây nghỉ.